thổi còi bắt đầu trận đấu. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Ronaldinho. Có thể tạt bóng ngay bây giờ. Có thể phản công. Griezmann. Ronaldo. Arturo Vidal. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Rất trống trải. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Rất khó khăn cho hàng phòng ngự. Mất bóng rồi. Saul. Hector Herrera. Vâng, anh ta dính mấy việt vị. Bạn có thể xem anh ta đã cố gắng như thế nào để phá nó. Arturo Vidal. Marcelo. Thomas Lema. Griezmann. Thomas Lema. Tuyệt vời. Tỷ số được mở 1-0. Arturo Vidal. Cesc Fabregas. Ronaldo. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Bóng được sân ngang nhưng họ đã có bàn thắng. Khi anh ta sút bóng, tôi nghĩ anh ta sẽ lo lắng rằng bóng sẽ vọt qua xà ngang. Nhưng không, bóng đã nằm gọn trong này. Yeah, không quan trọng lắm, anh ấy đang vui mừng vì bàn thắng đó. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-1. Anh ta đã bắt được bóng. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Thật tuyệt khi sút. Godin. Sút đi. Ồ, sút chút nữa thì nó đã trúng xà ngang. Arturo Vidal. Ronaldinho. Neymar. Tạt đi. Không được. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã mất bóng về chân đối thủ. Sút. Đó là pha cản bóng thân sâu. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Không chịu bóng quá tồi. Đó là pha chặn bóng tốt. Rất căng thẳng. Phóng này có thể thay đổi cục diện trận đấu. Trận đấu đã được trở lại ngay với pha ném biên rất khẩn trương. Cesc Fabregas. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút một giờ nữa. Ok. Ronaldo. Tình huống tấn công rất hay. Đây rồi. Vào rồi, thật tuyệt vời.
thời gian tuyệt vời để ghi bàn. Đúng lúc tiếng còi hiệp 1 vang lên. Điều đó sẽ làm đối thủ cảm thấy thất vọng và mất đi hy vọng trong suốt hiệp 1 vừa rồi. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Là kết quả của hiệp 1. Chúng ta cùng bắt đầu với hiệp thi đấu thứ hai. Ronaldo. Saul. Griezmann. Cesc Fabregas. Neymar. Arturo Vidal. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Đó là một pha biểu diễn, đường chuyền đó thật tuyệt vời. Phòng ngự rất tốt. Pha cao độ chính xác của Saul. Và thủ môn, anh ấy đã có được bóng. Anh ta đã thoát xuống rồi. Ồ, như vậy là trọng tài viên đã căng cờ. Tôi cho rằng đội ngũ trọng tài đã đúng trong tình huống này. Neymar. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Có thể có bàn thắng. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu phẩm bằng đầu. Bóng bị đẩy ra khỏi khung gỗ bởi thủ môn. Ồ, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đây rồi, pha quay dầm sẽ cho chúng ta thấy đường sự yếu kém của phòng ngự trong bàn thắng này. Cũng không hẳn đâu, đó là đường căng ngang rất tốt, hàng hậu vệ đã làm hết sức của mình. Hãy xem lại bàn thắng này. Đó là cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Họ ngăn chặn đối thủ ngay khu giữa sân và đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Anh ấy đã cướp được bóng. Cesc Fabregas. Để thực hiện pha đá phạt này sẽ là Cesc Fabregas. Và đó là một quả đánh đầu. Bóng đi thì cô dọc. Quả đánh đầu hơi thiếu chính xác. Saul. Thomas Lemar. Marcelo. Ronaldinho. Vẫn giữ được bóng. Có thể tạt bóng. Đã cướp được bóng. Cần phải rút ngay một chiếc thẻ vàng. Thomas Lemar. Godin. Anh ấy đã cướp được bóng. Griezmann. Qua người rất hay. Thật tuyệt khi sút. Một pha tâng bóng nhưng không đủ cao. Một pha tác bóng mạnh mẽ ngay từ bên dọc. Và sau đây là pha ném biên. Neymar. Ồ, rất kỹ thuật. Một cú tâng bóng đúng thời điểm. Arturo Vidal. Trận đấu đã đến phút thứ 85. Cesc Fabregas. Saul. Cesc Fabregas. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Nicolas Tagliafico.
Hector Herrera. Ok. Ronaldinho. Ronaldo. Thủ môn đã bắt rất tốt. Trọng tài đã nổi còi hiếu trận đấu với. Thomas Lehmann. Tuyệt vời. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Và đây là cú sút. Bóng đập sang ngang nhưng họ cũng đã có bàn thắng. Sút đi. Ồ, suýt chút nữa thì nó đã trúng sang ngang. Vào rồi, thật tuyệt vời. Có thể có bàn thắng. Anh ấy bật rất cao. Và đó cũng là tiền đề cho siêu vào bằng đầu.